Hi, chào các bạn. Hôm nay mình đang ở phòng thí nghiệm của công ty cà phê Green Money, và hôm nay thì mình sẽ quay một cái video ở phòng thí nghiệm của mình. Đang có một cái đơn đặt hàng có mẫu cà phê rất là đẹp như thế này. Đây, các mẫu cà phê thì gồm các mẫu như thế này, người ấy rất là xinh, và mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem mẫu cà phê theo các cái gu, từ gu số 1 cho đến gu số 6. Thì ví dụ như gu số 3 này là sẽ có là 50% cà phê nguyên chất, và tốc độ nó sẽ tăng dần. Và đến gu số 6 này là 100% nguyên chất, thì nó sẽ phù hợp với cái mức độ của các bạn uống cà phê. Nếu các bạn mà uống cà phê mà nguyên chất đậm đặc thì nó tương đương với màu đen như thế này, là cà phê nguyên chất. Và mình sẽ pha thử nhé. Và mình sẽ pha cái mẫu này, có rất nhiều mẫu. Như mình thì mình uống gu đậm đặc, nên là mình sẽ pha thử cái mẫu số 6 cho các bạn xem nhé. Đây là cái kiểu quà. Đây là phần các loại cà phê. Đây các dòng cà phê và mẫu cà phê mình chữ lại. Rồi. Thì cái cà phê này là một loại cà phê mới, rất là tiện lợi, là cũng rất là dễ thương. Là mình chỉ cần khui cái hộp cà phê ra như này thôi. Đây, khui ra và xé ra cái này. Cái này gọi là super cà phê. Và nó cho vào trong ly. Rồi mình chế nước sôi vào. Đây là thành nước cốt cà phê nguyên chất. Sau đó mình để chế cà phê vào, nước vào là đã cà phê tinh, nó sẽ tan ra hòa quyện như này. Đấy, xong rồi. Và mình muốn uống theo khẩu vị của mình thì có thể là uống nguyên chất, hoặc là như mình thì mình thích uống cà phê đen đá, và mình sẽ có đá vào đây, một chút đá và pha với lại đường, uống như vậy uống. Cái ly này nó hơi to nha các bạn. Nó có cái ly nhỏ hơn nhưng mà mình pha cái ly to. Đấy, cho vào đây một chút đường. Thì chờ thêm một chút nữa cho nguội, sau đó thì sẽ cho vào trong ly này. Nhưng mà đây, cà phê, các bạn nhìn cái màu của cà phê là được. Mình sẽ thử qua, đang còn hơi nóng, mình sẽ thử qua cái vị cà phê này đã. Cà phê rất là ngon. Mới pha 2 ly cà phê. Đây là một ly cà phê ở trong cái hũ cà phê super cà phê 100 cà phê nguyên chất như thế này. Và đây là một ly cà phê bằng phin giấy mình mới pha xong. Đây là cà phê phin giấy. Cái này rất là tiện lợi các bạn ạ. Và các bạn không cần phải pha bằng phin. Nếu mà uống cà phê thì có thể dùng cà phê trên giấy, hoặc là cái cà phê như này trong cái hũ nó nhỏ xinh xinh như này, bỏ vào quấy đều và cho đá và sữa, tùy đường, tùy theo khẩu vị của từng người và mình thưởng thức thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Xin chào.